Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường được coi là kẻ giết người thầm lặng vì bệnh phát triển khá âm thầm. Đây là một trong những căn bệnh có tỷ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới với những dấu hiệu tương đồng nhiều bệnh khác, khiến cho chính những người mắc phải cũng rất khó nhận ra. Khi đã mắc phải căn bệnh này, sức khỏe và tinh thần của người bệnh bị sụt giảm nhanh chóng, đồng thời kèm theo đó là nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống của người bệnh. Chương trình Sức khỏe và cuộc sống tuần này sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh này. Đây là một căn bệnh mà có thể nó không gây ra những cái chết nhanh chóng như những cái bệnh cấp tính khác. Thế nhưng mà nó âm thầm tiến triển và cuối cùng cũng dẫn đến một kết quả tử vong. Thế thì tại sao nó gọi là kẻ giết người thầm lặng? Bởi vì là đái đường nếu mà trên toàn thế giới có thể nói là một trong nhóm 7 bệnh nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong. Thế thì theo cái số liệu của Liên đoàn Đái đường Thế giới ấy, thì cứ khoảng trên thế giới có 7 giây là có một người bị tử vong do đái tháo đường. Thế thì đái tháo đường nó làm tăng cái bệnh biến cố, bệnh tim mạch ấy, ví dụ như nhồi máu cơ tim, tai biến máu não gấp 2-4 lần so với người không mắc bệnh đái đường. Và cái tuổi thọ sẽ giảm đi khoảng 6-10 năm so với người không mắc bệnh đái đường. Đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là một nhóm các bệnh lý chuyển hóa đặc trưng bởi tăng glucose máu do khiếm khuyết tiết insulin, khiếm khuyết hoạt động insulin hoặc cả hai. Tăng glucose máu mãn tính trong đái tháo đường sẽ gây tổn thương, rối loạn chức năng, suy yếu nhiều cơ quan, đặc biệt là mắt, thận, thần kinh, tim và mạch máu. Yếu tố mà chúng ta mắc phải trong đời sống của mình, những yếu tố làm cho insulin nó hoạt động không hiệu quả, đó chủ yếu là vấn đề dinh dưỡng dư thừa dẫn đến thừa cân béo phì và vấn đề ít hoạt động thể lực. Thì đấy là hai yếu tố chính làm cho insulin hoạt động không hiệu quả. Thế thì khi mà insulin hoạt động không hiệu quả như vậy thì nếu tuyến tụy mà nó bình thường khỏe mạnh thì nó có thể tiết ra rất nhiều insulin để bù lại cái kháng insulin, cái tình trạng insulin kém hoạt động như vậy. Còn nếu tuyến tụy nó kém, nó không bù đủ tiết insulin nữa, không vượt qua cái kháng insulin đấy thì đường máu tăng lên và đái đường xuất hiện. Thì đấy là cái nguyên nhân mà dẫn đến tại sao cái bệnh đái tim 2 nó lại tăng rất là nhiều trong thời gian gần đây. Sự nguy hiểm của bệnh đái tháo đường là những tổn thương, biến chứng do đường máu tăng cao kéo dài gây ra tại các cơ quan đích như tim, thận, mắt, thần kinh và mạch máu. Cho dù đó là đái tháo đường type 2 hay type 1, biến chứng đều làm tăng nguy cơ về bệnh tim mạch và đột quỵ, bệnh lý bàn chân, suy thận cùng nhiều rủi ro khác. Biến chứng mãn tính xảy ra như một phần tất yếu trong quá trình phát triển của bệnh đái tháo đường, nhất là ở những người không kiểm soát tốt đường huyết. Tuy nhiên, điều khiến cho bệnh đái tháo đường trở nên nguy hiểm là bởi bệnh diễn tiến âm thầm. Đến khi có biến chứng, bệnh nhân mới biết mình bị bệnh. Ở giai đoạn đầu thì bệnh hoàn toàn không có triệu chứng gì mà người bệnh có thể nhận biết được. Đấy. Cái giai đoạn này có thể kéo dài thậm chí đến cả chục năm. Thì bệnh nhân còn các triệu chứng như là tăng đường máu lâm sàng, tức là khát nước này, bệnh nhân khát nước này, uống rất nhiều này, đi tiểu rất nhiều này, gây sút cân này, ăn nhiều này, thì những triệu chứng chỉ xuất hiện khi mà bệnh đã tiến triển rất nhiều năm và đường trong máu tăng rất cao. Thế còn nếu ở giai đoạn đầu bệnh còn nhẹ, đường máu tăng vừa phải thì không có các triệu chứng như trên. Do bệnh không có cái triệu chứng lâm sàng ở cái giai đoạn kéo dài như vậy mà thường thường bệnh đái tháo đường được phát hiện rất muộn. Trung bình thì thường thường bệnh được phát hiện khi mà đã diễn biến nó khoảng 7-10 năm rồi. Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới ước tính năm 2017 có khoảng 425 triệu người trưởng thành bị đái tháo đường. Trong đó cứ 2 người trưởng thành bị đái tháo đường thì có 1 người không được chẩn đoán. 12% chi phí cho y tế của toàn thế giới được chi cho bệnh nhân đái tháo đường, tương đương 727 tỷ đô la Mỹ. Đa số bệnh nhân đái tháo đường khi được chẩn đoán và điều trị đều đã biến chứng ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. Sức khỏe của bệnh nhân suy giảm nặng nề. Tôi tiểu đường từ 18 năm rồi mà thế từ đó thì tôi cứ vào bệnh viện lấy thuốc thì nó cũng lượng đường nó cũng bình thường đi nhưng mà lâu ngày quá rồi. Đó, tôi cũng đã bị biến chứng có mắt đấy, vừa rồi mổ hai mắt đấy, cho nên là tiểu đường nó cũng
không phải là bình thường đâu. Nó nếu mà chủ quan thì là nguy hiểm lắm, cũng bị ảnh hưởng đến tim, đến thận. Cho nên là bây giờ vào đây là điều trị cả tim, cả thận, cả tiểu đường. Một số biến chứng nguy hiểm do đái tháo đường gây ra. 1. Tổn thương dây thần kinh là biến chứng phổ biến và thường xuất hiện sớm nhất ở người bệnh đái tháo đường, bao gồm bệnh thần kinh ngoại biên, ảnh hưởng đến những dây thần kinh, cảm nhận được cảm giác như đau, nóng hoặc tiếp xúc và thần kinh kiểm soát vận động, di chuyển cơ bắp. Bệnh thần kinh tự chủ, ảnh hưởng đến dây thần kinh kiểm soát hoạt động tự chủ như nhịp tim, nhịp thở, tuyến tiết, mồ hôi, dịch tiết. 2. Bệnh về mắt, đường huyết tăng cao làm tổn thương hệ thống mao mạch ở đáy mắt, gây bệnh võng mạc tiểu đường. Dần dần người bệnh suy giảm thị lực, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến mù lòa. Đái tháo đường cũng làm tăng nguy cơ một số bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, phù hoàng điểm. 3. Tổn thương hệ tim mạch. Có trên 65% số ca tử vong ở người bệnh tiểu đường là do bệnh tim và đột quỵ. Sự xuất hiện và tiến triển của các bệnh về tim mạch và hệ lụy khó tránh khỏi đối với bệnh nhân đái tháo đường. Họ dễ bị cao huyết áp, xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, gây di chứng liệt hoặc tử vong. 4. Suy giảm chức năng thận. Lượng đường trong máu cao gây tổn thương tới hàng triệu vi mạch, mạch máu nhỏ tại thận, làm suy giảm chức năng lọc, bài tiết của thận, nặng hơn là dẫn đến suy thận không hồi phục. 5. Nguy cơ nhiễm trùng. Đường trong máu cao là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, đồng thời làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, rất dễ bị nhiễm trùng như nhiễm trùng răng lợi, tiết niệu hay sinh dục. Vết loét lâu liền, tình trạng viêm nhiễm thường kéo dài, dai dẳng và khó điều trị. Ngoài các biến chứng kể trên, đường huyết tăng cao còn có thể làm tổn thương tới rất nhiều cơ quan khác như cơ xương khớp, não bộ, suy giảm trí nhớ hay các bệnh về da. Bên cạnh đó, đái tháo đường còn có thể gây ra những biến chứng cấp tính, xảy ra đột ngột trong thời gian ngắn và rất dễ tử vong nếu không được xử trí hay cấp cứu kịp thời. 1. Hạ đường huyết xảy ra khi đường huyết xuống dưới 3,6 mmol trên lít. Nguyên nhân có thể là quá liều thuốc hạ đường huyết, ăn uống kiêng khem quá mức hoặc không ăn nhưng vẫn dùng thuốc, tập luyện quá sức hay uống quá nhiều rượu. Dấu hiệu nhận biết là bệnh nhân đói cồn cào, mệt mỏi, run chân tay, bùn rùn, vã mồ hôi, choáng váng, hồi hộp đánh trống ngực. 2. Hôn mê do tăng đường huyết. Đường huyết quá cao có thể gây hôn mê, đây là biến chứng nặng nhất và rất dễ tử vong. Đòi hỏi người bệnh phải được cấp cứu ngay lập tức. Mặc dù tiểu đường chưa thể chữa khỏi, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu bệnh nhân biết cách tự chăm sóc sức khỏe cùng với phác đồ điều trị của bác sĩ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, có rất nhiều sai lầm mà bệnh nhân đái tháo đường thường gặp phải trong quá trình điều trị bệnh. Sai lầm đầu tiên nằm ở chế độ ăn uống. Nhiều bệnh nhân đái tháo đường nghĩ rằng nếu như kiêng tất cả các loại đường và không ăn tinh bột thì sẽ mang lại hiệu quả tốt trong kiểm soát đái tháo đường. Nhưng theo các chuyên gia, bữa ăn đúng của người bệnh đái tháo đường phải là một bữa ăn cân đối, có đầy đủ các thành phần tinh bột, mỡ, đạm để điều hòa tốt nhất. Bệnh nhân đái tháo đường muốn điều trị hiệu quả phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế và cần luôn ghi nhớ rằng kiểm soát đường máu, mỡ máu, các tình trạng rối loạn lipid máu là vô cùng quan trọng, giúp nhận biết bệnh đái tháo đường đang ở mức độ nào. Mặc dù vậy, cũng có nhiều bệnh nhân cảm thấy khó khăn trong việc duy trì một chế độ ăn lành mạnh. Trong thời gian điều trị tại viện, họ tuân theo chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ đưa ra, nhưng đến khi xuất viện lại ăn uống tự do theo ý muốn. Tôi bị 15 năm này thì tôi thấy tự nhiên ở đằng sau gáy là nó cứ ra hết cả mồ hôi mà tôi khát nước. Thế là đêm thì tôi uống rất là nhiều nước, xong sau tôi đi khám thì là người ta bảo bị tiểu đường. Ăn theo ở bệnh viện người ta cho ăn cái gì thì ăn cái đấy, xong về nhà. Có khi chỉ được vài tháng tôi ăn theo bệnh viện được, nhưng mà đến tháng tư thứ năm thì quên mất, thì lại ăn bình thường. Ở đây chúng tôi khi mà bệnh nhân nằm viện thì luôn 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 là hướng dẫn bệnh nhân về cái vấn đề giữa cân bằng giữa cái nhu cầu của bệnh nhân cũng như là vấn đề thuốc. Thì nếu như bệnh nhân ăn chế độ ăn ở đây mà cảm thấy là có những cái vấn đề là đói hơn này, hay là họ không phù hợp với cái chế độ ăn như vậy, họ có thể trao đổi lại ngay trong với bác sĩ điều trị và để chúng tôi có thể cân bằng lại và có thể là hướng dẫn bệnh nhân lựa chọn thực phẩm khác. Thì còn nếu về nhà mà có những cái thay đổi và thì bệnh nhân sẽ phải lưu ý lại
với bác sĩ. Bởi vì sao? Vì trong quá trình điều trị, bệnh nhân cũng sẽ phải tự thử đường huyết tại nhà, tức là tự theo dõi đường máu của họ. Và nếu với những bữa ăn bất thường, họ thấy đường máu có thể tăng lên thì khi đi khám bệnh họ sẽ trao đổi lại bác sĩ. Để khi đó bác sĩ sẽ tư vấn lại đối với họ là chế độ ăn đấy có hợp lý hay không và có thể điều chỉnh thuốc. Nếu mà họ thấy rằng là những cái việc ăn uống họ cần phải như thế thì mình sẽ phải trao đổi lại để cân bằng giữa hai vấn đề, kể cả ăn uống và thuốc. Chứ không thể bắt bệnh nhân cứ phải ăn theo mình và cũng không thể để bệnh nhân ăn thoải mái quá. Chế độ ăn cũng như là luyện tập và thuốc là ba cái yếu tố, để ba phương pháp và yếu tố để làm sao cho cái vấn đề kiểm soát đường huyết được tốt nhất. Và nếu mà không tuân thủ được một trong ba vấn đề đó thì đều ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Đái tháo đường là bệnh lý mạn tính kéo dài, nhưng rất nhiều người bệnh khi được xuất viện thì cho rằng mình đã khỏi hoàn toàn. Đa phần họ có xu hướng bỏ thuốc và không tái khám định kỳ. Chính vì thế, đường máu dễ tăng trở lại và người bệnh có thể có nguy cơ bị các biến chứng tiếp theo. Bị 4 năm rồi, nhưng cái đầu tiên là cũng chủ quan là cứ nghĩ là khỏi rồi, nhưng mà lại không được như theo như ý mình. Bỏ thuốc một thời gian thì không may là cái sức khỏe nó có, nó lại để nã được cái bệnh đi mà biến chứng nó nào mà tôi cũng không biết được. Bị tê bì chân tay này, với mắt mờ và tổn thương đến đáy mắt. Và có những cái biểu hiện nữa là bị áp huyết cũng tăng lên và có những cái như mỡ máu. Nói chung là các cái bệnh từ thận nó cũng bị ảnh hưởng. Bệnh nhân Trần Xuân Hòa chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường mắc phải sai lầm này, khiến cho bệnh trở nên trầm trọng hơn trong lần nhập viện vừa rồi. Cho đến giờ, bệnh nhân đã ý thức được đây là căn bệnh phải chung sống với nó suốt đời. Ăn uống lành mạnh, tập luyện điều độ và khám sức khỏe định kỳ là ba việc không bao giờ được quên đối với mỗi bệnh nhân đái tháo đường. Một sai lầm thường gặp nữa là trong quá trình điều trị, nhiều bệnh nhân tự ý dùng thuốc, sử dụng đơn thuốc của người khác hoặc dùng thuốc không theo chỉ dẫn của bác sĩ, mua thuốc không rõ nguồn gốc để uống thay thế thuốc kiểm soát đường máu. Chính thực tế sử dụng các thuốc không rõ ràng như vậy, đôi khi để lại cho người bệnh không chỉ tăng hoặc hạ đường huyết quá mức, mà còn gây tổn thương chức năng gan, thận, thậm chí suy thận do uống thuốc không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng sức khỏe người bệnh. Cái bệnh đái đường hiện tại thì cũng không phải là một cái bệnh chữa khỏi được, mình chỉ kiểm soát được cái bệnh thôi. Và người bệnh chung sống với cái gọi là chung sống với bệnh tiểu đường cho nó không lành. Hiện nay thì có nhiều thuốc, kể cả thuốc cũ và những một số thuốc mới ấy, thì điều trị tiểu đường thì đã được khoa học nghiên cứu và chứng minh là an toàn và không nên dùng những cái thuốc mà thuốc hạt, thuốc đông y mà một số bệnh nhân cũng có hỏi ý kiến của tôi. Thì họ uống những cái hạt mà không biết trong đó có những cái hạt gì cả, thì cũng có những bệnh nhân bị bệnh gan, tăng ven gan vì có những cái uống những cái thuốc mà mách nhau, đôn nhau chứ không phải là chỉ định của bác sĩ. Và đối với bệnh nhân đái tháo đường ấy, thì thuốc là một, chế độ ăn là hai và tập thể dục là ba, là cái kiêng ba chân để kiểm soát cái bệnh. Chính vì rửa thì mình phải tuân thủ được những cái đó. Biến chứng tiểu đường ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể, nhưng bằng cách kiểm soát tốt đường huyết, kiểm soát tích cực các bệnh cơ hội như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời biến chứng, tuân thủ việc dùng thuốc và thực hiện chế độ dinh dưỡng, vận động theo lời khuyên của bác sĩ, bệnh nhân sẽ có thể hạn chế và cải thiện hiệu quả biến chứng để chung sống hòa bình với căn bệnh này. Bên cạnh đó, để phòng chống bệnh đái tháo đường, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân cần có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động thể lực ít nhất 30 phút mỗi ngày, không hút thuốc và không lạm dụng rượu bia để dự phòng mắc đái tháo đường nói riêng cũng như các bệnh không lây nhiễm nói chung.